Hôm đó không có tao đó thôi. Nếu như có tao đó hả, tao nói tên của đại ca B ra thì bị đấm thêm về cú hả? Đại ca nghe nó nói kìa. Lão đại xin lỗi nha. Tụi bay có nhìn thấy hai cái thằng Marco đó không? Đi đâu chơi hả? Qua bển đập non trận cho tao. Sao vậy? Cái tướng của nó nhìn là thấy ghét rồi. Sao? Sợ hả? Đi đi. Ừ. Đại ca mời anh ăn. Không có chuyện của cô. Lão đại có cần phải tiếp không? Tiếp hả? Thử gan thì nói thôi. Đừng có đánh nữa, đừng có đánh nữa. Đánh hả? Đánh là hả mày? Đánh hả? Chết mẹ mày đi. Đánh mạnh lên đi. Mạnh lên đi cả sự nào. Mạnh lên. Mạnh lên nữa. Quay, ngừng tay, ngừng tay, ngừng tay. Có cảnh sát kìa, chạy mau, mau lên. Đánh chết mẹ mình nè. Chạy đi, cảnh sát tới. Chạy đi mà, chạy đi. Tại sao bị đánh vậy? Tôi đâu biết. Căn cứ đâu? Xét đi. 35013 gọi, over. Quay, ta có giống Nịnh Na không vậy? Nè, tao nói cho mày biết nha, mấy con nó bóp ở đây hết sảy đó. Tao đã biết hết rồi. Số của tụi nó là 168, 167, 169 và 19. Uầy, tại sao ở đây kêu là sân bay vậy? Bởi vì đây á, bắn máy bay giùm mày. Không chưa. Không chưa. Lộn quá à. Nóng quá, nóng quá. Nóng quá. Mày có biết cái gì gọi là tinh tận người dân không, chết bờm? Căn cứ theo chuyên gia nói là trong cuộc đời của mỗi con người có 20 lít đậu nành. Nhưng mà tao đây chỉ dùng mới có 2 lít thôi. Bộ coca hả? Nếu cũng vậy là coca. Ê, nè, tao cũng vậy, kiểu con chó đó. Cứu tao với. Nè, ra rừng ăn cướp đi. Tao không tha cho mày đâu. Ăn cướp đi ra rừng nè. Sao hả, tụi mày có vui không? Dạ vui, vui lắm, 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 lão đại. Lão đại, lão đại. Chơi vui lắm hả? Hết sảy luôn. Nè lão đại à, em còn tưởng làm chỉ xăm cái tay thôi, không ngờ anh xăm luôn cả thân người. Quà, wow, trước ngực của lão đại có con chim mừng, còn của em là kêu gà rừng, cộng thêm hai hột bẹt này nữa. Hai con gà quà cũng tốt chứ ha. Tao kêu một da, vậy xăm hai bọc hả? Mày hả? Xăm dưới đít đi. Đúng rồi, xăm dưới đít con quỷ. Kêu là bà đít quỷ. Quẹt, đừng có lấy xăm mình nói chơi nha. Ừ. Ê, kệ tụi nó đi. Đây là người yêu đầu tiên của tao. Chính là tên chị dâu của mày đâu. Bây giờ xăm trên người của tao, suốt đời rửa cũng không ra. Tụi bay biết tao xăm mình bao lâu rồi hay không? Bao lâu? Lâu lắm. Rảnh thì xăm một chút. Rốt cuộc đã xăm hết 5 năm đó, tụi bay có biết không? Có đau không vậy? Đương nhiên là đau. Đau lắm đó. Xăm mình là suốt đời, ra làm ma cô cũng suốt đời. Khi tụi bay muốn có tên tuổi và kiếm được tiền, bắt chước người ta làm xã hội thượng lưu, họ mà biết cái phết của mình rồi thì họ sẽ coi mình là ma cô. Vì vậy suốt đời mình sẽ là ma cô. Tụi bay chỉ mới theo tao có một thời gian ngắn thôi, còn nhiều việc phải học hỏi lắm. Đừng có gấp, biết không? Tôi là ma cô. Đừng có nói đại ca không cho tụi bay cơ hội nổi tiếng nha. Ngày mai đi chém thằng Biêu Khùng, không phải giống như cái đám ma cô đâu. Mấy thằng trang trí chỉ có sức bò thôi, nếu đánh đơn sẽ không đánh lại tụi nó. Cho nên tao phái thằng Đậu Bự và thằng Bảo Nhỏ đi. Bởi vì tụi bay lạ mặt, Biêu Khùng nhận không ra. Còn nữa, tụi bay chưa có đứa nào đủ tuổi, lỡ có chuyện gì xảy ra, cùng lắm thì vào viện nhi đồng. Ngày mai đi chém người chứ không phải đi barbecue, cho nên tối nay phải mài đồ nghề cho bén. Ngày mai thằng Bảo Nhỏ đưa tụi bay đi. Hảo Nam, nhờ mày đó. Trong cậy mày đó. Hảo Nam à, chúng tôi tin anh đó. Bê, tao cho dù làm gà cũng không biết làm. Vậy thử hỏi làm sao mà làm thịt người được chứ. Thằng Biêu Khùng bự con vậy, muốn gần nó phải là chuyện dễ. Vậy chứ, một cây đâm thẳng lúc cán vô thì máu nó phun ra thôi. Cái thằng Biêu Khùng nó phệ phệ, ai ngờ lúc gần chết nó phản kháng lại, trở mình cắn cái vú của mày. Cắn. Đừng giỡn nữa.
Giỡn chơi thôi mà. Cần gì coi như thiệt. Nam à, mày mà như vậy càng mày thì càng lục đó. Vì tao không có muốn bén quá. Lục một chút không tốt sao? Không được bén. Nếu chém tụi nó không được, bị tụi nó chém lại thì làm sao đây? Bén chút thì tốt hơn. À, anh ta đi ỉa có được không hả? Đi thì đi. Tao mắc quá đi. Mày trước đi ha. Chút tôi trở lại tao mày. Thì mày đang mày nè. Thằng điên. Sao hả? Ngày mai em đi chém người. Em sợ quá. Không đi có được hay không? Đương nhiên là không được. Yên tâm đi. Anh không sao đâu. Anh đừng có đi nhớ. Không được, anh phải đi. Wow, sanh ly tử biệt. Nước mắt ròng ròng. Thiệt cảm động quá. Trời cái đã. Đừng có giỡn nữa mà. Gần rừng chết bầm tôi đã chết anh. Thằng Bill cùng giấu vợ của nó đi nuôi vợ nhỏ mòn cót. Tuần nào cũng vậy. Trưa ngày thứ bảy thì nó lén đi ăn dụng. Nhớ kỹ nha. Chiếc xe Ford đời cũ. Nè. Hả? Đồ nghề đâu? Gì? Đồ nghề đâu? Gia nhân đang đem tới. Vào búa đâu có thể để cho đàn bà xách được chứ. Là đồ nghề đó mà. Chính là đồ nghề cho nên mới kêu đàn bà xách. Lỡ bị cảnh sát xét thì cũng chạy thoát được. Có sao không? Ê, anh không sao đâu. Yên tâm đi. Lát nữa em nhớ về Lam Điền. Biết chưa? Ê, cảnh sát kìa. Em tự lo nha. Ờ, cô đi đâu vậy? Tôi có thẻ căn cước nhờ. Đừng gì vậy, lấy ra coi, đưa đây. Là sách của tôi thôi mà. Nhìn tự nó đâu có giống đại lục chứ. Đừng chọc con nít nữa, đi đi. Đồ đâu? Hồi nãy bị cảnh sát xét. Xin lỗi. Xin lỗi hả? Bây giờ làm sao đây? Không có đồ ngày sao chém? Đổi ngày đi. Đổi ngày? Đại ca bé lần đầu kêu tụi mình ra làm việc, mày nói đổi ngày à? Sau này làm sao ta kiếm ăn đi? Hả? Quay, mắc ỉa quá đi. Có lẽ tối hôm qua đau bụng. Sáng nay là ăn đồ bậy. Tao đi toilet chút. Hảo Nam à, sao đây? Chém đại đi. Chém đại? Lấy ngón tay chém hả? Chạy!
Nam à, chạy, Nam à, chạy đi. Ê, bố mắt, đụng người ta đó. Chị à, ở đây là đâu vậy? Đây là đường Mút Lan. Tôi bị lạc đường, ở đâu có xe về Nam Điền? Ê, mày to con như bò hồng, không có bao lớn chứ. Vậy mà cũng đi lạc đường, bộ là cha già. Đằng trước quẹo cua là có xe van. Anh có tiền không vậy? Cảm ơn chị nha, tôi có tiền. Quỷ cái, tốt quá mày. Giúp đỡ người ăn thua gì chứ. Tới rồi, anh ấy chịu nha. Tới rồi, đừng có ngủ nha. Đừng có ngủ nha. Bà nội à, mở cửa đi. Bà nội, mở cửa mau đi. Nội à, mở cửa.